Tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Bính Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác có biết rằng may mắn, xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mọi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điềm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm được thời cơ, dại hùng, hóa cát nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong thời gian rất là ngắn, nhất là có khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao. Và khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023, các thầy tử vi đã nhắn gửi tới quý cô bác tuổi Bính Ngọ về vận trình của bản mệnh đang có nhiều biến động, cục diện tư hình thái tuế, khó khăn ập đến, tiểu nhân xuất hiện, vận điền đều bám. Và nếu như quý cô bác tuổi Bính Ngọ làm được điều này thì sẽ cải biến được số mệnh, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát và làm sao để nắm được vận may đến với mình thì xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, bước vào năm 2023, gặp vận trình tuy rằng có những điểm xung khắc với năm, tuy nhiên, Bính Ngọ được những thiện tinh, phúc tinh trợ cho vận mệnh, cho nên vì thế, nhìn chung vận trình cả năm của Bính Ngọ, gặp tương đối nhiều thời cơ và đạt nhiều mong muốn trong cả năm. Do Bính Ngọ đã bước sang độ tuổi cao, nên mặt sự nghiệp dù tài vận có lên xuống thì cũng không tác động ảnh hưởng quá lớn với những người này. Thế nhưng những cát tinh như thiên hỷ, thiên quan, phúc đức sẽ mang tới cho những người tuổi Bính Ngọ rất nhiều điều giật mình và vui tươi. Với Bính Ngọ tuổi đã cao, nên những điều bình an và vui tươi là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người này rồi. Người sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa, thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chiến chạy trên đường, mệnh thủy, thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 thuộc mệnh thiên hạ thủy, đó là sự mưu trí, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Những người tuổi Bính Ngọ, vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi này không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, tự thử thách bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn. Trong thời gian qua, người tuổi Bính Ngọ đã phải đối mặt với không ít những khó khăn trắc trở, nhưng họ luôn tin rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Từ tháng 7 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều cải thiện tích cực, đặc biệt công việc của người tuổi Bính Ngọ ngày càng suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Ngoài ra từ giai đoạn này trở đi, người tuổi Bính Ngọ có khả năng gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối và giúp đỡ cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Cụ thể tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch như sau. Tử vi tuổi Bính Ngọ, tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023 này, với người tuổi Bính Ngọ, sẽ là một tháng nhiều biến động khó lường, có thăng, có trầm đan xen. Nhiều vấn đề phát sinh mà bản mệnh có thể sẽ không dự đoán được trước. Khó khăn và thách thức trong tháng không thể thiếu, nên nếu mệnh chủ vẫn giữ thái độ nhàn nhã, chủ quan, thì cần thay đổi càng sớm, càng tốt, để được nguyệt lệnh lâm đế vượng che chở, có thể giúp hóa hung thành cát. Công việc của người tuổi này đạt được những bước tiến khả quan, kết quả đúng nguyện vọng, trong quá trình cũng phải trải qua không ít vấp pháp và áp lực mới có thể đi tới bước cuối cùng. Tháng có cát tinh hỗ trợ, nhưng với điều kiện tuổi Bính Ngọ làm gì cũng cần chân thành, có tâm, tới nơi tới chốn, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Nhìn chung đường quan lộ có thị phi, nhiễu nhương, nhưng chỉ cần bạn phấn đấu hết mình, thì rồi cũng sẽ có ngày bội thu. Về tài vận, do bị kiếp tài chi phối, tài lộc giảm sút nghiêm trọng, chi nhiều hơn thu, vẫn có khoản tiền kiếm được,
nhưng hầu như không giữ được, có rồi lại hết. Một vài giao dịch tài chính trong tháng cũng bị trì hoãn. Tháng này là tháng cô hồn nhiều xui xẻo, nên cũng không thích hợp để vay mượn tiền bạc, đầu tư cũng không có lời. Bạn nên thận trọng với túi tiền của mình. Về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ, trong tháng không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tuy nhiên, dịp Mã động tinh xuất hiện khiến bạn thường xuyên phải di chuyển, tinh thần chịu cuộc sống nên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi lao lực. Bên cạnh đó bạn cũng cần chú ý đi lại tham gia giao thông, đề phòng tai nạn xe cộ. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, đây là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Bính Ngọ. Bản mệnh chịu khó làm việc, không ngại khó khăn, vất vả, nên gặt hái được thành công là lẽ đương nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận được những đóng góp của bạn. Về phương diện sự nghiệp, do có lâm quan chiếu mệnh, bản mệnh nắm rõ nhiệm vụ của mình, nên luôn hoàn thành tốt công việc mà không cần phải có bất cứ ai nhắc nhở, đốc thúc. Bên cạnh đó, bạn cũng dành nhiều thời gian để bổ sung kiến thức hữu ích, nâng tầm giá trị của bản thân. Bản mệnh có mục tiêu rõ ràng, nên luôn cố gắng hết sức mình, ngay cả khi người khác đang nghỉ ngơi. Chuyện làm ăn cũng có những khởi sắc đáng kể. Bản mệnh luôn chắc chắn trong mỗi đường đi, nước bước nên không ngo thua thiệt. Người tuổi này có thể xây dựng được một đội ngũ những khách hàng trung thành nên đồng tiền đổ về túi luôn ổn định. Đồng thời tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của tuổi Bính Ngọ nhận thấy rằng bản mệnh cũng dần tham vọng hơn, suy tính tới việc mở rộng quy mô, thu hút khách hàng mới hoặc thử thách bản thân ở lĩnh vực chưa từng thử sức. Tiếc rằng lĩnh vực tình cảm lại không có những dấu hiệu quá tích cực. Ngũ hành tương khắc khiến vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ hơn là chuyện trò. Đừng để mối quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách. Nếu vẫn còn quý trọng tình cảm này, thì bạn hãy chủ động là người xuống nước, đôi khi chịu thiệt một chút, nhưng để níu giữ hạnh phúc gia đình thì hoàn toàn xứng đáng. Xem tử vi tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng Nhâm Thuất, người tuổi Bính Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông. Cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho phản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ vào những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Tháng được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ trong tháng 9 âm lịch này sẽ tràn đầy may mắn. Mọi sự nỗ lực được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng, những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu bạn đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía người tuổi này. Bản mệnh sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn, nhưng bạn vẫn chỉ nên đầu tư nhỏ thôi, bởi không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn bên trong đó. Trong tháng 9 âm lịch sẽ có thêm niềm vui, có sự hài hòa, bình an, người tuổi Bính Ngọ sẽ nhận được nhiều yêu thương và sự đồng thuận từ hậu phương vững chắc. Tuy nhiên, không nên lời qua tiếng lại mà gây ra hiểu lầm, bất mãn ngầm, hãy thêm sự thấu đáo dĩ hòa vi quý để gia đình ấm êm. Sức khỏe ổn định, khi mà những kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục, thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu, về dài. Xem tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi tuổi Bính Ngọ, tháng 10 âm lịch năm 2023 chỉ ra rằng bản mệnh gặp không ít trở ngại trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Hầu hết nguyên nhân không xuất phát từ bạn, nhưng hãy giữ tâm thế chủ động, có như vậy bạn mới vượt qua tháng này một cách êm đẹp. Thiên quan gây ra không ít rắc rối, khiến bản mệnh dù có lên kế hoạch từ trước đó, cũng có những lúc trở tay không kịp, đó cũng là lúc bạn nhận ra đâu là thiếu sót của mình, để rút kinh nghiệm. Nếu là lỗi mắc đi, mắc lại, thì bản mệnh cũng nên kiểm điểm lại bản thân đi nhé. Bạn là kiểu người rất thẳng thắn, đàng hoàng và không thích tranh luận, bạn biết đâu là giới hạn của vấn đề. Cũng biết cách dừng lại đúng lúc, nên những tranh cãi xảy ra cũng sớm kết thúc thôi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận thức rõ rằng, lời nói luôn có tính sát thương rất cao, từ đó bạn biết cách lựa chọn câu từ để biểu đạt đúng nơi, đúng lúc. Hãy tự tin thể hiện cá tính và lòng trắc ẩn của mình, vì bạn là một người vô cùng đặc biệt, dù bản thân là người nhiều nhiệt huyết. Nhưng sau những tổn thương gây ra những ngày đầu tháng, vì tinh thần của bạn trùng xuống, nhất là khi nguyệt lệnh lâm bệnh, khiến bạn lười đi, không thích hoạt động, bản mệnh tìm kiếm sự bình ổn như là cách để làm dịu đi vết thương lòng. Tuy nhiên, lời khuyên cho người tuổi Bính Ngọ lúc này đó là tránh thái độ hờn dỗi, dù là trong công việc hay tình cảm. Việc này không thực sự hiệu quả, dễ khiến bạn trở nên bị u mê, vướng mắc, chẳng thể giúp bạn đạt được mong muốn của mình. Xem tử vi tháng 11 âm lịch.
Tháng 11 âm lịch trôi qua chẳng dễ dàng đối với người tuổi Bính Ngọ, do chịu tác động của nhiều hung tinh cùng một lúc, bản mệnh làm việc gì cũng cảm thấy khó khăn, trở ngại, từ đó nảy sinh cảm giác ức chế, tinh thần nóng nảy, hành xử cực đoan. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Bính Ngọ thấy rằng, cục diện Tý Ngọ tương xung đem tới nhiều tác động tiêu cực nhất cho bản mệnh. Khoảng thời gian này, bản mệnh làm việc thiếu cân nhắc, thiếu ổn định nên rắc rối thường xuyên xảy ra. Thêm vào đó các hành xử nóng nảy khiến mọi người cảm thấy ác cảm vì bạn, quá trình hợp tác gặp nhiều khó khăn. Tình hình tài lộc dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có nguy cơ bị sụt giảm nghiêm trọng. Người tuổi này cần hết sức thận trọng khi cân nhắc đầu tư, nếu không dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu, gây hao tài, tốn của. Khi tiền không dư giả, bản mệnh cũng cần nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu phung phí, đặc biệt tránh nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê của người không đáng tin cậy. Về phương diện tình cảm, cũng không có điểm sáng khi vợ chồng bản mệnh thường xuyên giận hờn với nhau. Khi có điểm gì chưa hài lòng với người ấy, bản mệnh cần phải bình tĩnh trao đổi, có như vậy thì đối phương mới biết và sửa đổi được. Còn nếu cứ giữ trong lòng thỉnh thoảng bóng gió, thì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Xem tử vi tháng 12 âm lịch. Xem tử vi trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, công việc người tuổi Bính Ngọ tiến hành thuận lợi, nhiều cơ hội khẳng định tài năng, được cấp trên trọng dụng. Tháng này thứ tài khởi sắc mạnh, tuổi Bính Ngọ gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Đây là cơ hội tốt cho việc đầu tư, kinh doanh, nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền để túi trong tháng này. Tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn, một vài mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái sớm được khắc phục, một vài cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Về sức khỏe được tốt, duy trì thói quen ăn uống khoa học và luyện tập thể thao sẽ đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Chú ý đi lại dịp này đông đúc, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc bị cướp giật tiền của tài sản. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi Bính Ngọ, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Về mặt phong thủy gặp nhiều may mắn, khi bát bạch tả phù tinh đi vào hướng khỏe mạnh của bạn, bát bạch tả phù tinh bay tới hướng chính nam, ngụ ý vận trình về tài lộc, sự nghiệp đều sẽ có may mắn. Người có căn nhà hay phòng ngủ ở hướng này thì có điểm lên chức, có nguồn thu nhập mới. Cách hóa giải, để thúc đẩy bát bạch khắc tinh thì gia chủ mà có cửa chính, chỗ ngồi, giường ngủ, nhà bếp nằm ở hướng nam thì bạn nên đặt một tấm thảm màu đỏ hoặc màu tím. Người có tâm thì đặt cây kim tiền, cóc thiềm thử để chiêu tài khí cho chính mình. Phong thủy tài vận tuổi Bính Ngọ, 6 tháng cuối năm 2023, chủ về mặt mộc khí quá vượng, tương sinh cho ngũ hành hỏa. Khi ngũ hành hỏa quá vượng thì người này sẽ gặp ngũ hành kim suy yếu. Như vậy yếu tố may mắn cho người tuổi Bính Ngọ chính là ngũ hành kim. Trong khoảng thời gian này, những màu sắc lạnh như màu xám, màu trắng sẽ mang lại cát khí cho bạn. Từ lý luận ngũ hành trên, người này có thể áp dụng những gợi ý dưới đây để cải thiện vận trình của mình trong 6 tháng cuối năm 2023. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. Màu sắc đen đuổi, màu xanh lục, màu xanh bộ đội, màu xanh da trời, màu xanh lam. Con số may mắn, số 7, số 6, số 76. Có số đen đuổi, số 1, số 3, số 4, số 41, số 34, số 31, số 14. Quý nhân, tuổi Canh Tuất, tuổi Bính Thìn, tuổi Quý Dậu. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.